Minh Lan rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Cơ thể Bạn Nói Gì ngày hôm nay. Và chủ đề của chương trình sẽ là nguyên tố vi lượng, hướng đi mới của khoa học trong điều trị và kiểm soát hiệu quả bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, theo báo cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Thế giới, cứ 11 người trên 18 tuổi trở lên thì có một người bị tiểu đường. Và trên thế giới, cứ 6 giây lại có một người tử vong do các nguyên nhân liên quan tới bệnh tiểu đường. Những con số này thực sự đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học cũng đã dày công nghiên cứu và thử nghiệm, cuối cùng đã tìm ra được vai trò rất quan trọng của nguyên tố vi lượng trong việc điều trị và kiểm soát hiệu quả bệnh tiểu đường. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này qua chương trình cùng sự tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân, nguyên chủ nhiệm khoa A9 Viện Y học Cổ truyền Quân đội. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ Khánh Vân xin kính chào quý vị, chào MC và xin chào khách mời. Và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu cô Trần Thị Tiến đến từ Hà Nội. Chào MC ạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào tất cả khán giả. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã cùng đến với chương trình Cơ thể Bạn Nói Gì ngày hôm nay. Thưa bác sĩ Khánh Vân ạ, bệnh tiểu đường từ lâu đã được coi là một sát thủ thầm lặng bởi những biến chứng vô cùng nguy hiểm gây ra cho sức khỏe cũng như tính mạng của người bệnh. Và việc kiểm soát hiệu quả bệnh tiểu đường từ lâu đã là một bài toán nan giải không chỉ đối với bệnh nhân mà ngay cả đối với giới khoa học và các y bác sĩ. Nhưng có một kết quả rất khả quan cho thấy rằng những nguyên tố vi lượng đã góp phần quan trọng trong việc giúp cho chúng ta có thể kiểm soát hiệu quả bệnh tiểu đường. Thưa bác sĩ, đó là những nguyên tố vi lượng nào ạ và tác dụng của nó ra sao? Đái tháo đường là một bệnh mãn tính, nó đưa lại những các cái hệ lụy rất là nặng nề đối với nhiều các cái cơ quan. Ví dụ như là mắt này, ví dụ như là thận này, rồi thần kinh ngoại biên này, rồi tim mạch. Tuy nhiên là khoa học ngày càng tiến bộ lên và càng nhiều những các cái đề tài nghiên cứu để đưa lại những các cái kết quả góp phần là cải thiện được cái hạ và ổn định cái đường huyết. Một trong những các cái tin vui đó chính là nguyên tố vi lượng, hướng đi mới trong khoa học để góp phần hỗ trợ điều trị bệnh lý này. Trước hết là chúng ta phải nói đến đấy là chrom và kẽm. Thì hai cái thành phần này ấy, nó góp phần là gì? Làm tăng cường cái gọi là độ nhạy của các cái receptor hay là của các cái tế bào. Nói các cái đi tức là cơ thể chúng ta sử dụng hiệu quả hơn cái insulin. Bên cạnh đó thì nó còn có cái vai trò tức là kích thích cái tuyến tụy, tăng cái sản sinh cái insulin cho cơ thể chúng ta. Và với hai cái yếu tố đó thì nó góp phần là cải thiện các cái triệu chứng cũng như là các cái biến chứng của bệnh lý đái tháo đường. Cái nguyên tố vi lượng thứ hai phải nói đến đấy là magie. Magie thì người ta đã nghiên cứu, người ta thấy rằng là nó có cái vai trò tăng cường cái chuyển hóa đường này, mỡ cũng như là axit amin hay protein đấy để tăng cường năng lượng cho cơ thể chúng ta và góp phần hạ được cái đường huyết. Bên cạnh đó thì magie còn có cái vai trò tức là trong cái tham gia vào cái tổng hợp cái glucogen ở trong gan cũng như trong cơ qua cái glucosa, và chính như vậy nó sẽ làm giảm cái glucosa đi trong máu, góp phần tức là cải thiện những các cái biến chứng của đái tháo đường cũng như là góp phần hạ huyết áp cho bệnh nhân. Một cái thành phần thứ ba phải kể đến đấy là selen. Một nhà nghiên cứu tên là Muzat Aza của trường đại học Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng đã nghiên cứu và kết luận rằng nó có cái vai trò hạ và ổn định đường huyết cũng như là HBA1C để góp phần cải thiện những các cái biến chứng của bệnh lý đái tháo đường, ví dụ vào mắt, vào tim, rồi thì vào tiểu cầu, vân vân. Một thành phần thứ tư phải kể đến đấy là acid alpha lipoic, có cái vai trò gọi là chuyển hóa các cái chất dinh dưỡng để ra năng lượng cho cơ thể, trong đó có đường. Vì vậy cho nên nó góp phần hạ đường huyết. Và bên cạnh đó thì acid alpha lipoic ấy, thì nó có cái vai trò gọi là antioxidant, tức là chống cái quá trình lão hóa. Vì vậy cho nên góp phần cải thiện những các cái biến chứng của bệnh lý đái tháo đường. Và nó tối ưu hóa các cái tác dụng của các cái thứ thuốc y học hiện đại trong quá trình điều trị đái tháo đường. Có thể nói rằng là các cái nguyên tố vi lượng đó thì các nhà khoa học người ta lại còn nghiên cứu và người ta thấy rằng nếu mà nó kết hợp với một số các cái thảo dược thì cái vai trò của các cái nguyên tố vi lượng cũng như là thảo dược được kích hoạt cái hiệu quả tốt hơn. Đúng là một thông tin rất quan trọng ạ. Vậy cụ thể những loại thảo dược nào thì được áp dụng trong trường hợp này ạ? Rất là nhiều các cái thảo dược mà bây giờ đã được nghiên cứu, đặc biệt phải kể đến đấy là dây thìa canh. Dây thìa canh có thể nói là bây giờ là đã rất nhiều các cái đề tài nghiên cứu và người ta thấy rằng nó can thiệp vào 4 cái quá trình của vấn đề là đái tháo đường, hạ đường huyết. Ví dụ như là nó giảm cái việc hấp thu đường tại ruột này, nó giảm cái việc là tăng sinh đường tại gan, và nó kích thích cái tuyến tụy, tăng tiết cái insulin, đấy là 3. Và cái thứ tư nữa là nó kích thích các cái mô cơ và gan, tăng cường cái men để mà chuyển hóa đường, để lấy năng lượng. Thành phần thứ hai phải kể đến đấy là mướp đắng. Mướp đắng thì người ta đã thấy rằng là nó có cái vai trò rất là tốt trong cái việc là hạn chế tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Qua đó thì nó sẽ cải thiện được những các cái biến chứng ví dụ như là mắt này, thận này, rồi thần kinh ngoại biên này. Thành phần thứ ba phải kể đến đấy là hạt mê thi. Hạt mê thi thì nó có một cái vai trò tức là làm giảm những các cái triệu chứng mệt mỏi này, rồi thì khát nước này, tiểu nhiều đấy, của bệnh nhân đái tháo đường, và qua đó thì nó góp phần là làm chậm những các cái biến chứng của đái tháo đường. Thành phần thứ tư phải kể đến đấy là lô hội. Nó cũng có rất là nhiều các cái chất dinh dưỡng, các cái nguyên tố vi lượng để mà góp phần hạ cái tiểu đường, đồng thời ấy, nó có cái vai trò tức là làm nhanh liền các cái vết thương. Một cái thảo dược nữa gọi là quế chi. Quế chi thì có cái vai trò là hạ cái cholesterol, cái mỡ xấu, và vì vậy cho nên là nó sẽ hạn chế cái biến chứng của đái tháo đường đối với tim mạch. Thì bây giờ khoa học rất tiến bộ, rồi công nghệ nó cũng tiến bộ, vì vậy cho nên là người ta có thể sử dụng những các cái công nghệ hiện đại để người ta loại bỏ những các cái tạp chất đi và tách chiết những các cái hoạt chất tốt chẳng hạn, và sản xuất dưới công nghệ ví dụ như là nano chẳng hạn, thì cái kích thước nó nhỏ, và vì vậy cho nên là mới đem lại những các cái hiệu quả mong muốn cho các cái đề tài vừa nói. Thưa bác sĩ, với những tiến bộ của khoa học và y học như vậy thì giờ đây chúng ta đã có thể kiểm soát, hay là có thể nói là chữa được khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường hay chưa? Và bên cạnh cái giải pháp kết hợp giữa thảo dược và nguyên tố vi lượng như bác sĩ vừa chia sẻ, thì người bệnh còn phải lưu ý điều gì để có thể kiểm soát được hiệu quả căn bệnh của mình? Cũng lại phải khẳng định luôn một lần nữa, tức là điều trị khỏi hoàn toàn là chưa có. Cho nên có thể nói rằng là trên các cái thông tin về mạng thì nói rất là nhiều những các cái việc là có những các cái sản phẩm mà chữa khỏi hoàn toàn tiểu đường, thì các quý vị cũng phải xem xét, đừng có tin vội về cái chuyện đó. Thế ngoài ra thì chúng ta còn phải chú ý thêm một số những các cái vấn đề khác đó. Vì là y học người ta bảo rằng là có 3 chân kiềng mà để điều trị cái bệnh lý tiểu đường, thì đã thuốc và các cái nguyên tố vi lượng tôi nói rồi. Thì cái chân kiềng thứ hai là dinh dưỡng. Dinh dưỡng là chúng ta phải đảm bảo cân đối đạm, mỡ, đường, cũng như là các cái nguyên tố vi lượng, các cái rau hoa củ quả. Mà nhớ rằng là phải đảm bảo được tổng các cái năng lượng trong các cái khẩu phần ăn. Lựa chọn những các cái thực phẩm mà có cái chỉ số đường huyết thấp ấy, chia nhỏ các cái bữa ăn ra. Chúng ta nên hạn chế những các cái bia, rượu, những các cái chất kích thích. Một cái nữa tức là gì? Phải luyện tập thường xuyên để mà giảm cái đường, cái mỡ đi. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Khánh Vân. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với một tiểu phẩm của chương trình. Ơ kìa, ra đây ngồi. Ôi giời ơi, từ sáng đến giờ tìm, tưởng là đi đâu. Tôi buồn lắm ông ạ. À, cái gì mà buồn? Hôm qua tôi đi khám định kỳ. Đường của người ta 5,4 đến 6,4. Tôi 9-10 phẩy. Bác sĩ bảo là phải uống thuốc mà phải kiêng. Mà ông biết tôi dặm này là tôi nhìn mà cứ có con ruồi nó bay bay này này. Người ta bảo tiểu đường là mắt kém này, nhỡ chân làm sao. Thôi tiểu đường, cái chỉ số cái đường huyết của bà chưa ăn thua gì đâu. Cứ bình tĩnh nhá. Sao lại chưa ăn thua? Của người ta 5,4, 6,4 đây tôi 10 phẩy. Không có cái gì phải buồn. Cái gì nó cũng có giải pháp của nó. Giải pháp gì? Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, với sự kết hợp của các thành phần như là cây thìa canh này, hạt me thi này, mướp đắng này, lô hội này. Và quan trọng là có thêm các nguyên tố vi lượng như là magie này, kẽm này, chrome này, acid alpha lipoic, Đây là như là một hướng đi mới cho việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Nhờ sự kết hợp này nên giải pháp có tác dụng giúp đường huyết và chỉ số HBA1C hạ về đến mức an toàn và ổn định hơn. Nó ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường, nên tim này, gan này, thận này, mắt này, thần kinh này. Đấy. Đặc biệt là kết hợp Đông Tây Y, nó sẽ giúp giảm liều thuốc Tây, hạn chế các tác dụng phụ của thuốc Tây Y, giảm gánh nặng cho gan của các bệnh nhân đấy. Ông nói đúng đấy, bác sĩ cũng bảo tôi như thế. Đông Tây Y kết hợp đúng thì rất là nhanh. Rõ ràng là bệnh tiểu đường ảnh hưởng tiêu cực rất nhiều đến đời sống tâm lý của người bệnh. Và ngày hôm nay tại trường quay thì chúng ta cũng sẽ cùng trò chuyện với cô Trần Thị Tiến. Cháu được biết là cô là bệnh nhân tiểu đường tiếp 2 đúng không cô? Cô có thể chia sẻ với khán giả nhiều hơn về căn bệnh của mình ạ? Tôi bị tiểu đường từ lúc nào cũng không biết nữa. Nhưng đến khi phát hiện ra đi khám thì nó đã ở 11,2 mmol. Triệu chứng của tôi là mệt mỏi này và khát nước, rồi đi tiểu nhiều lần. Đấy, một đêm về 3-4 lần ấy. Mà luôn luôn là khát nước và đói. Tình trạng này như thế. Mắt thì mờ này. Nhiều lúc chân tay tê bì, mất cảm giác. Lấy tay véo vào chân mà không thấy đau, không thấy cảm giác. Mặc dù tôi ăn rất là nhiều, uống nhiều mà lại sụt cân rất là nhanh. Trong 3 tháng mà tôi sụt mất 8 cân. Bác sĩ kê đơn cho tôi uống thuốc Tây đấy. Thì đường huyết của tôi nó cứ lên xuống phập phù đó. Hôm thì 8, 9, hôm thì chỉ có 3. Nhất là hôm nào mà đi ăn cỗ về thì nó lên hơn 10. Nói thật, thời gian đó là tôi rất mệt mỏi, căng thẳng và suy sụp. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm thông tin về giải pháp này ạ? BoniDiabet được kết hợp giữa các cái nguyên tố vi lượng. Ví dụ như là kẽm Chromium này, rồi thì magie này, selen này, rồi thì acid alpha lipoic cùng với các cái thảo dược. Ví dụ như là dây thìa canh này, rồi mướp đắng, mê thi, lô hội cũng như là quế chi. BoniDiabet được sản xuất cái công nghệ gọi là công nghệ siêu nano. BoniDiabet thì được sản xuất bởi công ty dược phẩm GNI đạt chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới. Vì vậy cho nên có thể là loại bỏ những các cái tạp chất được và chiết xuất những các cái thành phần mà có lợi cho sức khỏe một cách tối ưu nhất. Và BoniDiabet đã được Bộ Y tế cho phép lưu hành ở trên thị trường. Chính vì vậy cho nên khi mà sử dụng BoniDiabet thì sẽ có cái cải thiện, tức hạ đường huyết về mức an toàn, đồng thời là hạ được cái HbA1c, có phần cải thiện những các cái gọi là biến chứng của bệnh lý tiểu đường. BoniDiabet là sản phẩm có sự kết hợp toàn diện của các nguyên tố vi lượng và các thảo dược như dây thìa canh, mướp đắng, hạt me thi. BoniDiabet giúp hạ và ổn định đường huyết, hạ mỡ máu, phòng ngừa biến chứng bệnh tiểu đường. BoniDiabet đã được kiểm chứng lâm sàng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông, kết quả tốt và khá lên tới 96,67%. BoniDiabet được sản xuất bởi công ty dược phẩm J&E International đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. BoniDiabet, sản phẩm của Mỹ. Cảm ơn hai vị khách mời đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp nhau trong những chương trình Cơ thể Bạn Nói Gì lần sau.